3. Luận về việc gìn lòng lập phẩm. Nếu cảnh ngộ chẳng tốt lành thì hãy nên nghĩ đến việc lùi một bước. Hãy thử nghĩ trong đời, người hơn ta cố nhiên là nhiều, người thua ta cũng chẳng phải là ít. Chỉ mong chẳng đói chẳng lạnh, mong chi đại phú đại quý, vui theo thiền mệnh, an vui với hoàn cảnh. Như vậy còn có thể chuyển phiền não thành bồ đề, huống hồ là chẳng chuyển đổi ưu khổ thành an lạc sao? Nếu tật bệnh triền miên thì nên đau đớn nghĩ thân là gốc khổ, sanh cực chán liệt, tận lực tu tịnh nghiệp, thể cầu vãng sanh, chư Phật lấy khổ làm thầy, đạt thành Phật đạo. Chúng ta nên lấy bệnh làm thuốc, mau cầu xuất ly. Phải biết rằng phàm phu đầy rẫy triền vược, nếu không có các nỗi khổ, bần cùng tật bệnh vân vân sẽ suốt ngày rong ruổi trong trường thanh sắc danh lợi chẳng hề thỏa. Trong lúc hiền hách đắc ý, ai chịu quay đầu tưởng đến lúc chìm đắm mai sau. Mạnh Tử nói, trời muốn giao trách nhiệm lớn cho ai thì trước đó sẽ khiến kẻ đó tâm trí khổ sở, gân xương mỏi mệt, thân thể đói khát, thân thể chống trải, nhiễu loạn hành vi của họ, ngõ hầu, tâm họ khởi tánh nhẫn, tăng trưởng khả năng làm được những điều mình chưa thể làm được. Do đó ta biết rằng những người được trời thành tựu phần nhiều gặp nghịch cảnh, con người chỉ nên thuận theo mạng trời, nhận lãnh nghịch cảnh. Cái trách nhiệm lớn Mạnh Tử đã nói đó chỉ là tước vị trong thế gian, mà còn phải lo buồn vất vả như thế mới khỏi phụ lòng trời. Huống chi bọn ta là phàm phu sát đất, muốn trên thì tiếp nối đạo giác của đấng Pháp Vương, dưới thì giáo hóa pháp giới hữu tình. Nếu chẳng bị nghèo đói thử thách đôi chút, thì phàm hoặc ngày thêm lừng lẫy, tịnh nghiệp khó thành, mê muội bổn tâm vĩnh viễn chìm đắm trong ác đạo, đến tận đời vị lai không thời gian nào mong thoát khỏi được. Cổ Đức nói, bất kinh nhất phiên hàn triệt cốt, tranh đắc mai hoa phát tị hương, chẳng phải một phen lạnh thấu xương, dễ đâu hoa mai thơm ngát mũi. Chính là nói về ý này vậy. Chỉ nên chí tâm niệm Phật để tiêu nghiệp cũ, chọn chẳng nên khởi tâm phiền bực, oán trời trách người, bảo là nhân quả hư viễn, Phật pháp chẳng thiêng. Ông cử Bác Ngọc đến tuổi 50, biết 49 năm trước là sai trái. Khổng Tử tuổi chừng 70, còn mong trời cho sống thêm vài năm nữa để học dịch hầu, khỏi mắc lỗi lớn. Thánh hiền học hỏi không vị nào là chẳng mong muốn hiểu đến chỗ rốt ráo. Các nho gia cận đại chỉ học từ trường, chẳng bận tâm đến chánh tâm thành ý. Tuy suốt ngày đọc sách, chọn chẳng biết ý lưu lại sách vở để dắt đời của thánh hiền. Nếu lời nói hành vi của mình đem đọ với lời nói hành vi của thánh hiền mà sáng tối chẳng hợp nhau, tròn vuông chẳng khớp nhau, chẳng nên gấp suy xét tới từng điểm sai biệt ẩn kín nhỏ nhạt ư? Kinh Phật dạy người ta thường hành sám hối, ngõ hầu đoạn sạch vô minh, viên thành Phật đạo. Dù địa vị đến bậc đẳng giác như Di Lặc Bồ Tát, vẫn trong 12 thời lễ thập phương chư Phật để mong hết sạch vô minh, viên chứng pháp thân. Huống những kẻ kém hơn ngài chẳng học theo vậy ư? Kẻ phàm phu sát đất, khắp thân là nghiệp lực, chẳng sách hổ thẹn, chẳng tu sám hối. Dù nhất niệm tâm tánh bình đẳng với Phật, nhưng do phiền não ác nghiệp ngăn lấp nguồn tâm chẳng thể hiện hiện được. Đối với việc dứt ác làm lành, dựa trên thực tế mà suy xét thì không gì hay bằng công quá cách. Nhưng nếu tâm chẳng thành kính, dù suốt ngày ghi công chép lỗi cũng chỉ là hư văn. Ở nơi đây chưa có sách công quá cách, nhưng theo tôi thấy chỉ nên chú trọng lòng thành, giữ lòng kính. Trong suốt 12 thời chẳng có một niệm hời hợt, một tướng lười nhác sao nhãng. Đối xử với thế nhân, chỉ giữ lòng trung thứ, trung hợp và khoan dung, thì tự nhiên trong hết thảy lúc, hết thảy chỗ, ác niệm chẳng thể khởi từ đâu được. Giả như do túc tập sai khiến, ngẫu nhiên ác niệm phát sanh, vì luôn ôm ấp lòng thành kính, trung thứ sẽ tự có thể, hễ niệm khởi liền nhận biết ngay, hễ đã giác thì ác niệm liền không, quyết chẳng đến nỗi để nó tăng trưởng, khiến cả ba nghiệp phải xuôi theo. Sở dĩ kẻ tiểu nhân dối làm lành, chứ thực sự là làm ác, là do nghĩ rằng người khác chẳng biết tới. Họ chẳng hiểu rằng người chẳng biết, họ chỉ là những phàm phu trong thế gian mà thôi. Nếu là bậc thánh nhân đắc đạo, cố nhiên sẽ biết họ tường tận. Thiên địa quỷ thần dù chưa đắc đạo, nhưng do được báo tha tâm thông, nên cũng sẽ biết họ tường tận, huống hồ là thanh văn duyên sắc Bồ Tát chư Phật. Tha tầm đạo nhãn của các vị ấy thấy trọn tam thế, như nhìn vật đang đặt trong lòng bàn tay. Muốn không ai biết, thì chỉ có mình không biết mới được mà thôi. Nếu chính mình đã biết thì tất nhiên thiên địa quỷ thần, Phật, Bồ Tát vân vân, không vị nào là chẳng biết, chẳng thấy cả. Nếu biết nghĩa này,
dù ở trong phòng tối nhà kín cũng chẳng dám biếng trễ sàng nhãng, dù ở nơi người khác không biết đến vẫn chẳng dám manh nha làm ác. Bảy thiên địa quỷ thần, chư Phật Bồ Tát đều biết. Nếu chẳng biết hổ thẹn, nhưng hiểu được nghĩa này rồi thì cũng sẽ hổ thẹn không cùng vậy, huống hồ là người chất thật tu hành ư? Vì thế muốn y phạm lỗi thì phải bắt đầu từ chỗ sợ thánh phạm cùng biết cùng thấy, xem gương tiền chiết ăn canh nhìn tường. Dù ở một mình hành vi chẳng cầu thả, chẳng thẹn với bóng áo, vẫn còn là những cách nói thiền cận, ước theo sự thấy biết của thế gian đó thôi. Thật ra bản thể tâm ta cùng bản thể mười phương pháp giới tương hợp khít khao, do tam mê nên sự thấy biết bị hạn cuộc trong một thân. Mười phương pháp giới thánh nhân triệt chứng pháp giới tạm tâm sẵn có trong tự tâm, nên hết thảy hữu tình trong pháp giới khỏi tâm động niệm các ngài đều hay biết cả. Vì sao thế? Do cùng bẩm thọ chân như tự tha chẳng hay vậy. Nếu biết nghĩa này thì sẽ tự sợ hãi kiêng dè giữ lòng thành kính. Thoạt đầu phải gắng sức dứt vọng, lâu ngày vọng sẽ chẳng khỏi được nữa. Việc giảm thiểu lầm lỗi thật sự là công phu thiết yếu của cả nho lẫn Phật. Ông Cử Bá Ngọc đến năm 50 tuổi, thấy cả 49 năm trước mình đều sai trái. Nếu ai nói muốn bớt lỗi nhưng chưa làm được thì nên biết là phải thật sự dụng công nơi ý, chứ chẳng phải hễ thần khẩu vừa phát động liền có lỗi đâu. Tại gia cư sĩ hàng ngày cùng người cư xử phải luôn đề phòng trong mỗi khắc, nếu không chẳng những ý niệm không tịnh mà thân khẩu cũng thành ra ô uế bất tịnh. Nếu cả mình lẫn người cùng được lợi thì không gì bằng lấy những hành vi của vị danh nhân đã nói ở trên, tức Cử Bá Ngọc, làm khuôn phép gương mẫu vậy. Muốn học theo Phật Tổ liễu sanh tử thì phải bắt đầu từ việc hổ thẹn sám hối, dứt ác tu thiện, ăn chay, tự gian nhắc, ý thật chân thành, thiết tha. Phải thực sự tu tập tận lực thực hành, nếu không chỉ trở thành vọng ngữ trong các thứ hư dối. Chẳng biết khó, làm được mới khó. Biết chẳng khó, làm được mới khó. Mấy kẻ thông minh trong thế gian đều chỉ nói được nhưng không làm được. Chọn một đời này, uổng không vào núi báu, trở về tay không. Đáng xót, đáng tiếc thay. Đáng xót, đáng tiếc thay. Phàm phu còn mê tín tâm bất định, vì thế có tật lắm phen tin rồi lại ngờ, lắm phen đã tu rồi lại tạo nghiệp. Cũng là do người dạy ban đầu không hiểu đạo đến nơi đến chốn. Nếu lúc ban đầu chỉ từ nhân quả thiền cận mà khỏi sự, sẽ chẳng đến nỗi bị điên đảo mê hoặc như thế. Đối với những tội cũ dù rất sâu nặng, hãy nên trí tâm sám hối, sửa đổi thói xưa, tu tập từ nay. Dùng tránh tri kiến tu tập tịnh nghiệp, dốc trí tự lợi lợi tha, thì tội chướng như sương tiêu tan, bầu trời chân tánh sáng dạng. Vì thế kinh nói, thế gian có hai hạng người mạnh mẽ, một là người chẳng tạo tội, hai là đã tạo tội rồi lại có thể sám hối. Một chữ hối phải từ tâm khởi, tâm chẳng thật sám hối, có nói gì cũng vô ích. Ví như chỉ đọc toa thuốc chứ chẳng uống thuốc, nhất định chẳng hy vọng gì lành bệnh được. Còn nếu theo toa uống thuốc sẽ tự được lành bệnh thân an. Điều đáng ngại là lập chí chẳng vững, một nóng mười lạnh, thì chỉ uổng mang hư danh không mảy may lợi ích thật sự. Cảnh không tự tánh, tổn hại hay lợi ích toán cho người. Ba kiệp bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi thường giữ, như tứ vật bốn điều đừng của nhan uyên. Ngũ giới thập thiện khác gì tam tỉnh, ba điều tự cảnh tỉnh của tăng tử. Trong nhà tối tuy không ai thấy, nhưng thiên địa quỷ thần đều biết. Niệm mới manh nha, nhưng tội phước ẩn niệm đã rạch ròi như trời với vực. Nếu thường tu tỉnh được như thế, thì tất cả hành động đều là thiện, ác chẳng sanh từ đâu được. Đây chính là quy mô sâu rộng của chánh tâm thành ý, chớ nói là nhà Phật phiền toái chẳng giản dị, nhanh tắt như nho ra. Người niệm Phật đối với sự sự phải trung thứ, tâm tâm luôn luôn đề phòng tội khiên, biết lỗi liền sửa, thấy điều nghĩa mạnh mẽ làm ngay thì mới hợp với Phật. Người như thế quyết định vãng sanh, nếu chẳng như thế là trái nghịch với Phật, quyết khó cảm thông. Kinh Pháp Hòa nói, tam giới không yên hệt như nhà cháy, các khổ đầy rẫy thật đáng kinh sợ. Vì thế để thành tựu con người, trời phải có khổ có vui. Có nghịch có thuận, có phước có họa vốn chẳng nhất định. Nhiều người trong hoàn cảnh ấy, nếu có cái nhìn thấu suốt, sẽ thấy không khổ không vui, không nghịch không thuận, không họa không phước. Vì thế quân tử vui biết mệnh trời, trên chẳng oán trời, dưới chẳng trách người. An vui theo hoàn cảnh, không lúc nào là chẳng tự tại, tiêu dao. Vì thế họ chẳng phú quý mà hành như đang hưởng phú quý. Chữ hành ở đây hàm ý ung dung tự tại.
Phú là cứu giúp các mọi người bần cùng, quý là tận tụy với vua giúp đỡ dân. Chẳng bần tiện mà hành như bần tiện, nếu trong nhà không tiền của, thân chưa làm, chưa ra làm quan, thì thanh bần giữ khí tiết, chẳng dám làm bậy, chẳng phải mọi giận mà hành xử như mọi giận. Ý nói, nếu vì lòng tận trung bị sảm tấu, bị vua biếm truất ra miền xa như các tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Lưỡng Quảng, Quảng Đông, Quảng Tây, Hắc Long Giang, vân vân, thì tâm bình khí hòa, trên chẳng oán vua, dưới chẳng hận người sảm tấu, tự coi mình giống như người dân đang sống tại những vùng ấy, chẳng hoạn nạn mà hành như đang hoạn nạn, nếu như chẳng những bị đày, còn bị trừng phạt. Nhẹ thì bị đánh đập giam cầm, nặng thì bị chém đầu phanh thây hoặc đến nỗi diệt tộc, nhưng vẫn cứ chẳng oán vua, chẳng hận gian đảng, nếu tự mình làm được như thế. Khi gặp người gieo vạ còn giữ được như thế, huống hồ khi trời gieo vạ há có nên oán hận chăng? Người như vậy, người yêu mến trời bảo vệ ngay trong đời này hoặc trong đời sau, hoặc con cháu người đó nhất định sẽ hưởng phước báo vô cùng xứng với đức ấy. Phàm là người bỏ lỗi theo lành và tu tịnh nghiệp, chỉ quý ở chỗ chân thành, tối kỵ giả dối, chẳng được ngoài mặt phô trương cái danh làm lành tu hành, trong lòng bất trung bất thứ. Ông Cử Bá Ngọc năm 50 tuổi, thấy 49 năm trước mình toàn làm quấy, có vậy mới mong thành chánh, thành thánh, thành hiền, học Phật, học Tổ, là bậc danh giáo công thần, là con đích thực của Đức Như Lai. Vì thế tôi chẳng quan tâm đến kẻ tăng người tục ấy là thành đạt hay củng quẫn chi cả. Niệm Phật cầu sanh Tây Phương phải biết nhân hiệu quả, hành vi nơi thân, ý niệm nơi tâm phải hợp với Phật. Nếu trái nghịch Phật, dù có niệm Phật cũng khó vãng sanh, vì chẳng cảm ứng đạo sao vậy. Nếu có thể sanh lòng hổ thẹn lớn lao, sửa lỗi như trừ ghẻ độc, lập chí như giữ bạch ngọc, thì vạn người chẳng sót một ai đều được vãng sanh cả. Nói về những quy luật phải giữ ngoài việc ăn chay trường niệm Phật, là nói đến việc chăm chấm bền lòng hiếu thuận, thành kính giữ trọn vẹn luân thường, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, tâm nghĩ niệm khởi chẳng hề tà vạy, khuất phúc và hư ngụy, làm việc cho người phải tận hết trách nhiệm, gặp người hữu duyên khuyên họ nhập đạo. Các hành tướng như vậy chẳng cần phải thuật đủ, chỉ riêng xem Ấn Quang Văn Sao và An Sĩ Toàn Thư sẽ tự biết. Phải biết rằng là đệ tử Phật, phạm làm gì phải vượt trội hơn hành vi thế tục thì chính mình mới đạt được lợi ích chân thật, khiến cho người khác trông thấy làm lành theo. Nếu miệng nói tu hành trong tâm chẳng lành, đối với cha mẹ anh em và hết thảy người đời, chọn hết bổn phận, thì người như thế gọi là ngụy thiện nhân, nhân địa đã giả dối, làm sao đạt lợi ích thật sự. Cái học của Thánh Hiền đều bắt đầu từ cách vật trí tri, thành ý, chánh tâm. Huống muốn liễu sanh thoát tử, siêu phạm nhập thánh lại chẳng như thế ư. Về ý nghĩa của cách vật trí tri, nên xem lời tựa bản in lại sách chú giải tứ thư của Ngài Ngẫu Ích và lời tựa cuốn Liễu Phạm Tứ Huấn. Các việc ác và các điều thiện đều là dựa trên tâm địa mà luận, chứ chẳng phải chỉ nói về sự tướng mà thôi. Trong tâm đã chẳng khởi ác thì toàn thể là thiện, niệm ấy là Phật, công đức hơn hẳn người thường trăm ngàn vạn lần. Muốn cho có lòng chỉ thiện không ác thì trong hết thảy lúc hết thảy nơi hãy nên giữ lòng thành kính như đối trước trời Phật mới hồng đạt được. Nếu tâm vừa mới phóng túng thì các ý niệm chẳng đúng pháp sẽ theo đó mà khởi. Niệm Phật phải khéo phát tâm, tâm làm chủ việc tu trì. Tâm nếu phù hợp với bốn hoằng thệ nguyện thì niệm Phật một câu là một điều lành, công đức vô lượng vô biên. Huống hồ là ba nghiệp thân khẩu ý luôn đặt nơi niệm Phật lợi sanh. Nếu tâm chỉ cầu tự lợi, chẳng mong lợi người, dù làm nhiều việc vẫn đạt được công đức rất ít. Huống hồ lại còn có ý khuyên đảo người, hại người và tâm tự khoe khoang hợp hĩnh, thì việc mình niệm Phật đó, việc mình làm đó dù chẳng phải hoàn toàn không công đức, nhưng trong trăm ngàn vạn ước phần, mình chỉ thật sự đạt được một phần rưỡi thôi. Thế nhưng tội lỗi của ác niệm cũng lại chẳng ít. Bởi vậy người tu hành ai nấy phải khéo phát tâm, chứ chẳng riêng gì người niệm Phật. Phải biết rằng Phật Pháp vốn chẳng lìa thế gian. Tất cả những bạn trong liên xã, ai nấy đều phải trọn vẹn bổn phận của mình. Như cha hiền con hiếu, anh rộng lượng em cung kính, chồng sướng vợ theo, chủ nhân từ tớ trung thành, vân vân. Lại phải đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, kiêng giết phóng sanh, chẳng ăn mặn uống rượu, ngăn điều tà, giữ lòng thành khắc kỷ, giữ lễ tự lợi lợi tha. Lấy những việc như vậy làm trách nhiệm của mình, như thế thì nền tảng vững vàng ngay ngắn, đáng thọ pháp nhuận. Nếu có đủ lòng tin chân thành nguyện thiết tha, ắt sẽ vãng sanh thượng phẩm.
Kẻ ngu trong đời phần nhiều thường không tu hành thật sự, chỉ mong được cái hư danh là tu hành chân thật. Vì thế bày ra đủ mọi cách tô son chát phấn, thành ra những trò trông giống như thật nhưng chỉ là giả, chỉ mong người khác khen ngợi mình. Tâm hạnh họ đã dơ bẩn quá đỗi, dù có tu chỉ cũng bị tâm ấy làm bẩn, quyết khó được là ít chân thật. Đấy gọi là háo danh ố thật. Ghét danh, thích danh ghét thật là điều đại kỵ bậc nhất cho việc tu hành. Nếu ai thực hiện những điều nên làm đã nói ở phần trước, không có những điều nên tránh như đã nói ở phần sau, người ấy là người hiền trong thế gian, là bậc khai sĩ trong Phật Pháp, dùng thân mình làm gương cho mọi người, từ trong nhà ra đến làng xóm, từ làng xóm đến thành ấp cho đến toàn quốc và tứ thiên hạ, thì lễ nghĩa hưng thịnh, can qua vĩnh viễn ngưng dứt. Từ thiện nảy nở, tai hại chẳng sanh, mới hỏng thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc. Đã niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì phải phát tâm từ bi, hành phương tiện sự, dứt tham sân si, tránh giết trộm dâm, tự lợi lợi người mới hợp ý Phật. Nếu không tâm trái với Phật, cảm ứng đạo giao bị giãn cách, chỉ gieo nhân đời sau, khó được quả hiện đời. Nếu trí thành niệm Phật, hành hợp tâm Phật, tâm khẩu tương ứng, thì người như thế đến lúc lâm chung, A Di Đà Phật và các thánh chúng tất nhiên hiện đến tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Một phen sanh về Tây Phương liền siêu phạm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn lìa khỏi các khổ, chỉ hưởng các vui. Đấy là toàn cậy vào Phật lực, chẳng bàn đến công đức là cạn hay sâu, có hoặc hay không hoặc, chỉ đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, quyết định vạn người chẳng sót một. Người học đạo an tâm lập hai bát phải chất trực trung chánh, chẳng được có mảy mau thiên lệch tư vị cong vẹo nào. Nếu có chút thiên lệch tư vị cong vẹo nào, sẽ giống như cái cân có mấu cân chẳng chuẩn, cần các vật nặng nhẹ đều sai. Như tấm gương thể chất chẳng sạch, chiếu các vật đẹp xấu chẳng đúng, sai chỉ hào ly, mất cả ngàn dặm, sai lầm lan truyền không sao dứt được. Vì thế Kinh Lăng Nghiêm nói, thập phương Như Lai đồng một đạo, nơi xuất ly sanh tử đều dùng trực tâm. Do tâm lẫn lời nói đều ngay thẳng như thế, cho đến địa vị trung thì trong khoảng thời gian ấy, vĩnh viễn không có các tướng ủy cúc. Kinh Thư nói, nhân tâm ngụy ách, đạo tâm tế nhị, dòng trên một mối đừng chấp hai bên. Quán kinh dùng hiếu giữ phụ mẫu, phục sự sư trưởng, tự tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp và thọ trì tam quy, các giới cụ túc chẳng phạm oai nghi, phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa để khuyến tấn hành giả, dùng đó làm chánh nhân cho tịnh nghiệp. Với 11 điều này, chỉ có một điều dùng tín nguyện sâu xa hồi hướng vãng sanh thì đều được như nguyện. 4. Luận định các pháp tu trì. Trộm nghĩ pháp môn tu trì có hai thứ khác nhau. Nếu cậy vào sức mình để tu, giới định huệ hoặc đạt hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử thì gọi là những pháp môn thông thường. Nếu đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, chỉ danh hiệu Phật, mong nhờ vào Phật lực vãng sanh Tây Phương thì gọi là pháp môn đặc biệt. Pháp môn thông thường toàn cậy vào tự lực, pháp môn đặc biệt gồm cả tự lực và Phật lực. Dù có công tu định huệ đạt hoặc sâu, nhưng không có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, niệm Phật cầu vãng sanh thì vẫn thuộc về tự lực. Này dùng ví dụ để chỉ rõ, đường lối tu thông thường giống như vẽ tranh sơn thủy, phải vẽ từng nét bút mới từ từ thành hình. Còn pháp môn đặc biệt như chụp cảnh sơn thủy, dù núi non cây cỏ tùm cách mấy, chụp một cái là đủ hết cả. Đường lối tu thông thường lại như ra đi bằng đường bộ, người mạnh nhất mỗi ngày đi chẳng quá 110 dặm. Pháp môn đặc biệt như ngồi trên luân bảo của Chuyển Luân Thánh Vương, một ngày bay đi khắp bốn đại bộ châu. Chúng ta đã chẳng có khả năng thành Phật ngay lập tức, lại chẳng thực sự chứng đạt kiến hoặc tùy ý chẳng tạo nghiệp. Nếu chẳng chuyên tu tịnh nghiệp để nhờ vào Phật được đới nghiệp vãng sanh, chỉ e đến tận đời vị lai vẫn ở trong tam đồ lục đạo, thọ sanh thọ tử không cách nào xuất đi, chẳng đáng buồn ư. Nguyện những đồng nhân của tôi gấp sanh chánh tín. Một pháp niệm Phật ước có bốn loại, nghĩa là trì danh, quá tưởng, quá tưởng, thật tướng. Chỉ mỗi mình pháp trì danh thông nhiếp căn cơ rất rộng, hạ thủ dễ dàng nhất, chẳng đến nỗi bị ma sự. Nếu muốn tu quán phải đọc kỹ quán kinh, hiểu sâu xa tâm này là Phật, tâm này là Phật, và tâm tịnh Phật hiện cảnh chẳng phải đến từ bên ngoài, chỉ do tâm hiện, đừng sanh chấp trước. Đã không chấp trước thì cảnh càng thêm thâm diệu, tâm càng thêm tinh nhất. Làm được như vậy thì quán tưởng được lợi ích chẳng nhỏ. Nếu cảnh quán chẳng thuần thục, chẳng hiểu rõ lý, dùng tâm gấp rút vọng động,
Bốn cảnh hiện gấp thì toàn thể đều là vọng, chẳng tương ứng với cả Phật lẫn tâm đã vào ma thai. Nhân đó vọng động muốn thấy cảnh thì tâm càng thêm vọng động, ắt đến nỗi phát động oan gia trong nhiều đời, hiện ra những cảnh giới. Cái nhân ban đầu đã chẳng chân, làm sao biết được cảnh ấy là do ba nghiệp hiện. Liền sanh đại hoan hỷ, tình thức chẳng tự yên nên ma sẽ dựa thân, mất trí thành cuồng, dù cho Phật sống hiện thân cứu độ cũng chẳng làm gì được. Nên tự lượng căn tánh, chớ toan tính chuyện cao xa, để đến nỗi mong được lợi hóa ra thành tổn hại. Hòa thượng thiện đạo dạy, mà phát chúng sanh thần thức trao đảo, tâm thô cảnh tế, khó quán thành tựu. Quán khó thành tựu, cho nên Đức Đại Thánh thương xót, riêng khuyên nên trí danh về xưng danh dễ, trí danh liên tục liền được sanh. Đúng là ngài sợ có kẻ chẳng khéo dụng tâm đến nỗi lạc vào cảnh ma, hãy tự xét kỹ. Hơn nữa, trí danh trí thành khẩn thiết cũng là một diệu pháp để tiêu trừ ma cảnh vọng động, hãy nên giúp kiến tâm lực thực hành mới nên. Chớ nói duyên tưởng một đức Phật công đức chẳng lớn bằng duyên tưởng nhiều đức Phật. Phải biết rằng A Di Đà Phật là pháp giới đạo thân, công đức của tất cả mười phương pháp giới chư Phật, mình đức Phật A Di Đà đã hoàn toàn trọn đủ, như các hạt châu nơi lưới của thiên đế, ngàn hạt châu in bóng trong một hạt châu, một hạt châu chiếu khắp ngàn hạt châu, nếu một gồm thâu toàn bộ, chẳng thiếu chẳng dư. Nếu là bậc đại sĩ tu lâu, duyên cảnh rộng lớn chẳng ngại gì, cảnh càng rộng tâm càng chuyên nhất. Nếu là kẻ sơ tầm mạt học, nếu duyên cảnh rộng tâm thức sẽ phân tán, nhưng chứng sâu huệ cạn, rất có thể khỏi các ma sự. Cho nên Đức Phật Thế Tôn Tà và lịch đại chư tổ đều dạy nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật là vì lẽ ấy. Đợi đến khi niệm Phật chứng được tam muội thì trăm ngàn pháp môn vô lượng diệu nghĩa thể đều đầy đủ. Cổ nhân bảo: dĩ mộc đại hải già, tất dụng bách xuyên thủy, thân đáo hàm nguyên điện, bất tu vấn trường an. Đã tắm trong biển cả, ắt dùng nước trong sông, thân đến điện hàm nguyên, hỏi trường an chi nữa. Có thể nói là rất khéo hình dung vậy. Chưa có nói một pháp trí danh là thiền cận, rồi bỏ pháp này tu các pháp, tu các pháp quán tượng, quán tưởng, thật tướng. Trong bốn pháp niệm Phật, chỉ có mỗi trí danh là khế cơ bậc nhất. Chỉ đến nhất tâm bất loạn thì diệu lý thật tướng sẽ hiện lộ toàn thể, diệu cảnh Tây Phương triệt đẻ, phô bày trọn vẹn, tức là trí danh mà chứng được thật tướng, chẳng quán tưởng mà thấy cùng tột cảnh Tây Phương. Một pháp trí danh chính là huyền môn để nhập đạo, là đường tắt để thành Phật. Này những người dạy lý quán pháp đều chẳng hiểu rõ, nếu tu quán tưởng thật tướng, lỡ bị ma dựa, há có phải là biến khéo thành vụng, cầu thăng hóa đoạn? Hãy nên tu hạnh dễ hành, sẽ tự cảm được diệu quả. Như Lai thuyết pháp vốn là để thích ứng căn cơ, vì thế mới có việc vì thật bày quyền, hiển quyền khai thật, năm thời giáo hóa. Lại vì cậy vào tự lực để liễu thoát thì khó, cậy Phật lực để liễu thoát thì dễ. Lại vì chúng sanh đời mạt căn cơ hèn kém, nên Phật đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ để ba căn thượng trung hạ đều hưởng lợi ích cùng chứng bất thoái. Đời có kẻ ham cao trụm trội, chẳng xét thời cơ, cứ đem những pháp phần đông chẳng khế ngộ nổi để dạy người tu tập. Ý họ tuy rất lành, nhưng ước về giáo pháp thì chẳng thích hợp với căn cơ, cho nên dụng sức rất nhiều mà kẻ được lợi ích lại ít. Trước khi chưa đắc nhất tâm, chọn chẳng thể móng khởi ý niệm thấy Phật. Đạt được nhất tâm thì tâm hợp với đạo, tâm hợp với Phật, muốn thấy liền thấy ngay, chẳng thấy cũng không ngại gì. Nếu muốn gấp thấy Phật, tâm niệm rối bời, ý niệm muốn được thấy Phật kết chặt trong dạ, trở thành đại bệnh cho việc tu hành, lâu ngày kẻ oán gia trong nhiều đời, thừa dịp tình tưởng vọng động dối hiện thân Phật để đòi oán cũ, tự mình tâm không chánh kiến, toàn thể thuộc về khí Phật ma, vừa thấy liền sanh hoan hỉ, do đấy ma nhập tim gan, bị ma dược phát cuồng, dù có Phật sống cũng chẳng làm gì được. Chỉ nên gắng đạt nhất tâm, quản chi thấy Phật hay không, nhất tâm rồi sẽ tự biết rõ. Nếu chẳng thấy Phật thì do công phu vượt tiến liền thấy, lại càng thêm một dạng chuyên tu, chọn chẳng mắc lỗi hiểu lầm, chỉ được lợi ích vượt trội. Trong đời kẻ chẳng hiểu lý, mới tu chỉ chút ít đã mong mỏi quá Phật mình. Ví như mài gương, nếu bụi dơ đã hết, chắc chắn quang minh sẽ hiện ra chiếu trời soi đất. Nếu chẳng tận lực mài, cứ mong gương tỏa sáng, do toàn thể là nhơ bẩn,
nên nếu có phát quang thì ánh sáng ấy cũng là ánh sáng ma quái chứ nào phải ánh sáng của gương. Quang tôi chỉ sợ ông chẳng khéo dụng tâm, lỡ ra bị mất lợi lành, khiến tín tâm người khác bị lui sụt, nên mới viết thư bày tỏ. Tổ Vĩnh Minh nói, chỉ được thấy Di Đà lo chi không khai ngộ, này tôi bắt trước ngài nói, chỉ mong đạt nhất tâm, lo gì thấy chẳng thấy. Biết vậy rồi thì hãy nên dốc sức để tâm hợp với đạo của Phật vậy, đóng cửa phương tiện, cự tuyệt sự vụ, chẳng cấp bách, thật là hữu ích. Khi bế quan dụ công nên lấy truyền tình bất nhị làm chánh. Nếu tâm được chuyên nhất sẽ tự được cảm thông chẳng thể nghĩ bàn. Lúc chưa được nhất tâm, chớ vọng động cầu cảm thông. Sau khi nhất tâm, nhất định có cảm thông. Cảm thông thì tâm càng tinh nhất, có thể nói là như gương sáng đặt trên đài. Hình đến liền hiện bóng, hình tự lăng xăng can gì đến ta. Tâm chưa chuyên nhất đừng cầu cảm thông, bởi cái tâm cầu cảm thông đó chính là một chướng ngại lớn bậc nhất cho việc tu đạo. Huống hồ do vọng động mong cầu thái quá, rất có thể các ma sự khỏi, phá hoại tịnh tâm. Việc cắt máu chép kinh có thể hoãn lại đó. Trước hết nên lấy nhất tâm niệm Phật làm trọng, e rằng vì máu hao tinh thần suy nhược, lại hóa thành chướng ngại, thân có an thì đạo mới vượng. Còn thuộc địa vị phàm phu, đừng bắt chước khổ hạnh của bậc pháp thân đại sĩ. Chỉ cần được nhất tâm thì pháp nào cũng trọn vẹn hết. Đối với pháp quán tưởng, nếu chẳng minh bạch về mặt lý, quán cảnh chưa thành thục thì chẳng được có tầm vọng động mong chóng đạt. Người có trí chấn định chẳng giải tu pháp này thì tổn nhiều ít ít. Còn thật tướng niệm Phật chính là diệu hạnh thuộc về đường lối chung trong hết thảy pháp môn, thuộc toàn bộ giáo pháp của Đức Phật, như chỉ quán bên Thiên Thai Tông, tham cứu hướng thượng của nhà thiền, vân vân, đều thuộc đường lối này cả. Những pháp nói đó đều là niệm Đức Phật tự tánh thiên chân. Niệm Đức Phật tự thật tướng như vậy, nói có vẻ dễ nhưng tu chứng khó nhất. Chẳng phải bậc đại sĩ tái lai có ai chứng được ngay trong đời này. Do khó khăn ấy, lẽ đương nhiên cách trì danh niệm Phật đáng nên khen ngợi, khuyên tu hiểu điều này rồi mà còn muốn cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân, khôi phục tâm tánh vốn sẵn có, chẳng chịu sanh lòng tin phát nguyện chấp trì danh hiệu cầu sanh Tây Phương, quyết chẳng có lẽ ấy. Do thật tướng hiện hữu trong hết thảy pháp, một pháp trì danh chính là một đại pháp môn, vừa là sự vừa là lý, vừa cạn vừa sâu, vừa là tu vừa là tánh, là phàm tâm nhưng lại là Phật tâm. Với trì danh mà hiểu được thể của nó chính là thật tướng thì đạt lợi ích sâu rộng. Bỏ trì danh để chuyên tu thật tướng thì vạn người tu cũng có được một hai kẻ thật chứng. Cứ xem quả báo của những vị Tổ Đồng Pha, Tăng Lỗ Công, Trần Trung Tú, Vương Thập Bằng, vân vân, sẽ thấy được lẽ trên. Với một việc liễu sanh thoát tử, há cứ dùng trí to, đời lẽ to lớn mà thành tựu được nổi sao? Niềm vui niệm Phật, chỉ người chân thật niệm Phật mới biết được nổi. Nhưng phải trí thành khẩn thiết, nhiếp tâm mà niệm, chẳng được chấp vào tướng ngoại cảnh. Nếu không cõi lòng chẳng thông, quán đạo chẳng thuần thục, mà cảnh hiện tiền cũng chẳng biết rõ thì nguy lắm. Phải nhớ kỹ, nhớ kỹ, nay những người thật sự hoàng dương tịnh độ khó được mấy ai. Đem ý niệm tham học với khắp các bậc tri thức, đổi thành nhất tâm niệm Phật thì lợi ích to lớn, nếu không chỉ thành ra uổng công nhọc nhằn bôn ba mà thôi. Niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, chính là niệm đến lúc tương ứng. Dù thường niệm Phật nhưng chọn không có tướng khởi tâm động niệm. Lúc chưa tương ứng, chẳng khởi tâm động niệm thì chẳng niệm. Tuy chẳng khởi tâm động niệm nhưng thường luôn xưng niệm hoặc ước niệm một câu Phật hiệu, nên nói niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm. Đừng hiểu vô niệm là không niệm, vô niệm nghĩa là không có tướng khởi tâm động niệm để niệm. Nhưng niệm niệm chẳng gián đoạn, cảnh giới này chẳng dễ đạt được, chớ có hiểu lầm. Một pháp quán tưởng tuy hay, nhưng phải hiểu rõ tượng Phật mình thấy đó thuộc về duy tâm sở hiện. Nếu tưởng đó là cảnh ngoài tâm, rất có thể bị ma dựa phát cuồng, chẳng thể không biết. Duy tâm sở hiện là cảnh tượng ấy tuy rảnh rẽ phân minh, nhưng thật chẳng có vật gì. Nếu tưởng là ngoại cảnh cho là đành rằng thật có thì liền thành ma cảnh. Khi tu quán nhắm mắt mở mắt cô sao thích hợp là được. Người khác dạy người chú trọng vào chỗ huyền diệu, quang tôi dạy người đa phần chỉ dẫn những điều họ có thể tận sức làm được. Nếu chẳng thể tận sức mình, dù có lợi tới tột nguồn tận đáy của mỗi một pháp trong thiền hay giáo cũng chỉ thành tam thế chư Phật oan mà thôi.
Huống gì chưa phải là chuyện tột nguồn tận đáy ư? Không tín nguyện niệm Phật so với tham thiền khoán thoại đầu, tuy công đức lớn hơn, nhưng mình chưa đạt được hoặc sẽ chẳng thể liễu thoát bằng tự lực. Thêm nữa, không có tín nguyện, chẳng thể được Phật tiếp dẫn liễu thoát, vẫn là pháp môn thông thường cậy vào tự lực để chứng đạt, thật chẳng thể dễ dàng. Chớ bảo tín nguyện cầu sanh là hèn kém. Hòa Nghiêm Hải Hội cùng lấy 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh là chỗ quy kết cuối cùng cho kinh Hoa Nghiêm, huống hồ những pháp ngữ, những lời dạy của các Bồ Tát Tổ sư trong tịnh độ đều chỉ dạy tín nguyện cầu sanh. Tuy có 10 phép, 16 phép quán, nhưng hành giả nên bắt đầu từ phép quán dễ, hoặc là quán tướng bạch hào của Như Lai, hoặc phép quán thứ 13 là tạp tưởng quán. Còn như quán đề chín phẩm chẳng qua là để hành nhân biết được tiến nhân hậu quả của việc vãng sanh mà thôi. Chỉ cần hiểu rõ là được, bất tất phải đặt riêng làm phép quán. Chẳng thể chẳng biết lý của quán, về mặt sự của tu quán thì phải hành từ từ. Nếu như chẳng hiểu rõ mặt lý, quán cảnh chẳng phân minh, dùng tâm tháo động thô phủ để tu, có thể tạo thành ma sự. Tức là khi quán cảnh hiện tiền, nếu tâm chợt vọng sanh ý niệm vui mừng, sẽ do vui thành trướng, có thể bị thoái thất cái tâm ban đầu. Vì thế kinh Lăng Nghiêm dạy, tâm chẳng cho là cảnh thánh gọi là cảnh giới lành, nếu cho là thánh giải nên vướng quần tà. Chỉ mỗi các nhất tâm chỉ dành là hạnh ngàn phân ổn thỏa, vạn bè thích đáng, đợi đến khi tầm quý nhất, tịnh cảnh sẽ tự hiện tiền. Phải biết lý pháp thân vào trong tâm tưởng, nói trong quán kinh rất sâu, tâm là Phật, tâm làm Phật, sự vốn bình thường. Bình thường phi thường, rất sâu chẳng sâu, phải viên ngộ mới gọi là đạt nhân, người thấu hiểu. Còn phép quán thứ 13 là riêng vì chúng sanh căn cơ kém cỏi, mở cửa phương tiện, dạy họ quán thân Phật trượng 6 hoặc 8 thước. Trong phép quán thứ 16 lại dạy những kẻ ác nghiệp nặng nề xưng danh hiệu. Do xưng danh liền được vãng sanh, do đấy biết rằng tướng có lớn nhỏ, Phật vốn là một. Chẳng thể quán tưởng chỉ cần xưng danh liền được lợi ích. Suy nghĩ kỹ điều này sẽ biết một pháp trí danh thật là bậc nhất. Hành nhân đời mạt muốn được quyết định vãng sanh, ngay trong đời này có nên bỏ phí của báu một hạnh trí danh này chăng? Người đời này hơn quá nửa chuộng thể diện xây lầu gác trên không, có được một phần hay nửa phần bèn nói là có đến trăm ngàn vạn phần. Như trong sách ngữ lục của vị cư sĩ nọ, những cảnh giới ông ta thuật đều là chuyện do ngòi bút vẽ vời, chứ chẳng phải cảnh do tâm tạng. Cố nhiên ông chẳng nói dối, nhưng tôi thật sự e rằng không chừng ông vướng phải tập khí này, mà ấy chẳng nhỏ. Phật xem vọng ngữ vào năm giới căn bản chính là đề phòng tệ này. Nếu thấy nói chẳng thấy, chẳng thấy nói thấy là thuộc về tội vọng ngữ. Nếu xây lầu gác trên không, biện đặt cảnh giới thủ thắng là phạm đại vọng ngữ giới. Nếu chưa đắc bảo là đắc, chưa chứng bảo là chứng, tội đó nặng hơn giết trộm dâm trăm ngàn vạn ức lần. Người ấy nếu chẳng tận lực sám hối, khi một hơi thở ra không trở vào nữa, sẽ đọa ngay vào địa ngục A Tỳ, vì hoại loạn Phật pháp khiến chúng sanh lầm ngỏ vậy. Ông phải rất thận trọng, cảnh mình thấy chỉ một phần, chẳng được nói một phần mốt, cũng chẳng thể nói là 9/9. Nói quá thì mắc tội, nói giảm cũng không được. Vì sao vậy? Bởi tri thức chưa đắc tha tầm đạo nhãn, chỉ có thể dựa vào lời để đã nói để phán đoán mà thôi. Thuật cùng trí thức cảnh giới ấy, để nhờ họ chứng minh là tả hay tránh, là đúng hay sai thì không sao. Nếu chẳng vì chứng minh chỉ muốn khoe khoang cũng có lỗi. Nếu nói với hết thảy mọi người cũng có lỗi, ngoại trừ việc cầu trí thức chứng minh, đều chẳng được nói ra. Hễ nói ra sau này sẽ vĩnh viễn chẳng đạt được cảnh giới thủ thắng ấy nữa. Đây chính là ải thứ nhất cho người tu hành. Trong Thiên Thai Tông đã nhiều lần nói đến, sở dĩ những người tu hành gần đây, nhiều kẻ bị ma dựa, đều là do tâm vọng động, gấp rút mong được cảnh giới thủ thắng. Đừng kể cảnh ấy là ma cảnh, dù cảnh ấy đích thị là cảnh thủ thắng, nhưng nếu cả một đời tâm cứ hoan hỉ, tham trước vân vân sẽ vẫn bị tổn, chớ chẳng được ích. Huống hồ cảnh ấy chưa đích xác là cảnh thủ thắng ư? Nếu người ấy có hàm dưỡng tâm chẳng vọng động gấp rút, không tâm thảm đắm, thấy cảnh giới cũng như chẳng thấy, chẳng sanh tâm hoan hỉ đắm trước, lại cũng chẳng sanh tâm hoảng hốt, kinh nghi, thì đừng nói là cảnh thủ thắng hiện bèn được lợi, dù cảnh ma hiện cũng vẫn hưởng lợi ích. Vì sao vậy? Vì chẳng bị ma chuyển nên có thể thăng tiến. Tôi chẳng thường nói lời này với người khác, vì ông có những sự ấy nên chẳng thể không nói. Tượng đại sĩ ông được thấy lúc mới lễ Phật là không đích xác,
Nếu đích thực là tượng ngài, thì sẽ chẳng vì ông nghĩ tượng đó chẳng khớp với quán kích mà ẩn, nhưng vì điều đó tín tâm của ông càng khẩn thiết, thì cũng là một nhân duyên tốt, nhưng chẳng nên mong thường thấy tượng, chỉ nên chí thành lễ bái mà thôi, mong ông đừng nghĩ gì khác. Lúc ngủ thấy ánh sáng trước mắt và khi lễ Phật thấy tượng Phật đứng trên hư không, tuy là thiện cảnh nhưng đừng tham đắm. Từ đây về sau đừng lấy đó làm điều mong mỏi, các tướng ấy sẽ chẳng hiện nữa. Xem căn tánh của ông có lẽ đời trước từng tu tập thiền định nên mới nhiều lần thấy những tướng ấy. Đời mình ông Ngu Thuần Hy ở tại núi Thiên Mục, bế quan tĩnh tu trên đỉnh núi cao. Lâu ngày bèn có tiên tri dự đoán được trời sẽ âm u hay quảng đãng vạ phước của người. Ông ta quy y với Liên Trì đại sư. Đại sư nghe chuyện gọi thư cục lực của trách, bảo ông ta lọt vào lưới dọc của ma. Sau ông không biết nữa. Phải biết rằng người học đạo phải biết điều gì là quan trọng, nếu không được lợi ích nhỏ nhặt bị tổn hại lớn lao. Đừng cải đến những cảnh giới ấy, dù có thật sự đắc ngũ thông cũng còn phải không đếm xỉa gì tới mới hỏng chứng được lậu tận thông. Nếu một phen tham đắm sẽ khó thể tiến lên, thậm chí còn thoái đoạn, chẳng thể chẳng biết. Người tu tịnh nghiệp chẳng đặt nặng các thứ cảnh giới nên không cảnh giới nào phát sanh. Nếu trong tâm cứ chuyên muốn thấy cảnh giới thì cảnh giới rất nhiều. Nếu chẳng khéo dụng tâm có thể bị tổn hại, chẳng thể chẳng biết. Đàm Bích Vân cứ mong gấp chứng, chẳng phải riêng mình ông ta mắc phải căn bệnh này. Hết thảy người học Phật đa số đều phạm phải căn bệnh này. Đã có bệnh ấy chẳng những chưa cảm ma sự mà còn chưa chứng nói là đã chứng. Phải biết rằng tâm vốn là Phật, do phiền não chưa trừ phải oan uổng làm chúng sanh. Chỉ khi tiêu diệt được phiền não thì Phật tánh sẵn có sẽ tự nhiên hiển hiện. Giống như mài gương, chỉ mong sạch chất dơ chẳng mong phát quang. Như thầy thuốc chữa mắt, hễ màng mộng mất đi, mắt sẽ tự sáng lại. Còn lúc chất dơ chưa sạch, màng mộng chưa khử, dù có muốn phóng đại quang minh há có thể được chăng? Nếu phát quang đấy chính là yêu mà biến hiện, chứ chẳng phải là quang minh chân chánh của gương hay mắt. Đối với những người sơ phát tâm, hãy nên đem ý này bảo cho họ biết. Người niệm Phật hãy nên tâm niệm được vãng sanh ngay trong đời này. Nếu chưa đến lúc báo thân đã mãn, chỉ nên tùy duyên. Nếu muốn định thời hạn mong được vãng sanh, tức là mong được vãng sanh vào một thời điểm nhất định nào đó. Nếu như công phu đã thành thục, lẽ cố nhiên chẳng trở ngại gì. Bằng không, một cái tâm mong cầu ấy sẽ trở thành ma căn. Nếu như vọng niệm ấy kết thành một khối, chẳng gỡ bỏ được thì nguy hiểm, chẳng thể nói nổi. Dốc hết lòng thành, đến hết báo thân này, chính là điều chúng ta nên tuân hành. Chứ còn chấm dứt tuổi thọ để cầu chứng, chính là điều bị giới kinh luật tạng của trách nặng nề. Cuối kinh Phạm Võng có bài kệ: kế ngã trước tưởng giả, bất năng sanh thị pháp, diệt thọ thủ chứng giả, diệt phi hạ trùng xứ. Tạm dịch: chấp ngã dính mắc tưởng, chẳng sanh nổi pháp này, diệt thân cầu được chứng, chẳng phải điều nên làm. Chỉ nên dốc trọn thành kính cầu mong được vãng sanh, chẳng nên định kỳ hạn mong nhất định được vãng sanh. Người học đạo tâm chẳng được thiền chấp. Thiền chấp thì rất có thể đến nỗi mất trí thành điên, chẳng những vô ích còn có hại nữa. Nếu tịnh nghiệp thuần thục, vãng sanh ngay ngày hôm nay là tốt. Nếu chưa thuần thục lại muốn được vãng sanh ngay thì khác nào kéo mạng cho nó mau lớn. Thật ngại một phen ma sự khởi, chẳng những tự mình chẳng thể vãng sanh mà còn khiến kẻ vô tri lùi giảm tín tâm, cho là niệm Phật chỉ tổn hại không ích lợi gì. Cứ coi gương tẩy đỉnh của ông ích thì cái hại ấy chẳng cạn cặp vậy. Xin hãy đem cái tâm quyết định lập kỳ hạn ấy đổi thành cái tâm chỉ nguyện mau được vãng sanh. Dù chẳng mau được vãng sanh cũng chẳng phản nản, chỉ cần chí thành chí kính, chỉ mong báo tận tiền được vãng sanh là được. Không gấp rút vọng động, khăng khăng bám chắc đến nỗi chưa cảm ma sự